Thưa quý vị, trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có những chia sẻ về Tổng Bí thư, một nhà lãnh đạo kiên trung, một trí tuệ lớn, một tài năng lớn và tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, người đã dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Truyền hình Quốc hội Việt Nam trân trọng giới thiệu đến quý vị những chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân cách trí tuệ, tài ba, đầy bản lĩnh, tư duy, khoa học biện chứng, thực tiễn phong phú, lý luận uyên bác, vượt lên những suy nghĩ thông thường. Thật sự với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, đồng chí đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của đảng, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của đảng, suốt cuộc đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Với trọng trách là người lãnh đạo cao nhất của đảng, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng của đảng, nhà nước phân công, trong đó có cương vị là Chủ tịch Quốc hội khóa 11, khóa 12. Đồng chí luôn rất gắn bó với Quốc hội, hiểu rõ về tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội. Đồng chí luôn nhắc nhở mọi người phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc hội, phải có kiến thức chuyên sâu, có sự am hiểu sâu sắc về Quốc hội để có những ý kiến đóng góp phản biện sắc sảo. Đồng chí căn dặn học dân, học thực tiễn, chính sách, pháp luật ban hành đừng xa rời cuộc sống. Chúng ta đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động Quốc hội sẽ sinh động và sẽ hiệu quả. Với các đại biểu Quốc hội, đồng chí Tổng Bí thư luôn nhắc nhở dù ở cương vị công tác nào cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thường xuyên liên hệ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng giao phó. Điều đó một lần nữa cho thấy sự cẩn trọng, khiêm tốn, cầu thị của một người cộng sản chân chính khi được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.